Trưa nay thì vợ mình làm một cái món bánh mà món này mình cũng thích nữa. Làm từ sữa với hột gà không à. Đó chính là bánh lăng. Rồi các bạn xem video cho vui nha. Giờ thì vợ mình thắng nước màu. Nước màu mà không phải là thắng cho nó đen để kho cá mà làm cho nó hơi nâu nâu ha. Bỏ với cái hũ. Nó gần chuyển màu rồi. Chuẩn bị chế tắt mặn vô hả? Tắt một chanh cũng được phải không? Nè, chanh tắt cũng được. Chuyển màu nặng tắt hoặc là chanh vô. Nếu mà không có tắt thì chanh đó thì nó sẽ đặc là mình bỏ nước được không? Để chanh thôi. Có thằng hồi đèn nữa nè. Cái đen thì cái chảo nó nóng đó. Nó đen thì mình bỏ ít thôi. Nguyên liệu gồm có một hộp sữa đặc, rồi bây giờ hai bịch sữa tươi, 2, 4, 6, 8, 10 12 trứng gà ta. Trứng gà ấy cũng được, trứng gà công nghiệp cũng được. Một lon nước sôi. Chính gian nguyên nước sôi có. Một lon nước sôi đổ vô cho sữa nó chín. Này mình làm phải cẩn thận phỏng. Nãy ba xui chửi cán cho anh cầm rồi ba xui nó chưa ăn hết. Nóng nè. Cái này là mấy cái hũ. Mình phải đi rửa cho sạch để mình làm. Cái hũ này có làm rồi để giờ nó bị bụi à. Phải pha vô lon vậy hả? Chứ không có đổ hết hai bịch vô hả? Như vậy là có một lon sữa tươi hả? Đây là một lon sữa đặc, một lon sữa tươi và một lon nước nóng. Tại vì mình làm đều lượng như trứng đây á, mình pha nhiều sữa quá nó không có đặc, nó loãng. 12 trứng gà. Còn như uống ha. Sáu bên lấy lòng trắng, sáu bên lấy lòng đỏ. Ok vậy. Vậy thôi một bên mình lấy. Ủa gì? Sáu. Sáu bên lấy lòng trắng. Sáu bên lấy lòng đỏ. Là bỏ lòng trắng sáu. Vậy thôi bỏ lòng trắng sáu muỗng trứng là xong. Em nói gì không hiểu chứ. Có nghĩa là 12 trứng nhưng mà mình lấy 6 trứng đầy đủ, còn 6 trứng kia mình chỉ lấy lòng đỏ thôi. Còn bỏ 6 trứng lòng trắng. Phải không? Đúng. Chứ nãy em nói vậy là lấy có 6 trứng đó. Nãy em nói là cái gì bên lấy 6 lấy 6 trứng chồng đỏ, bên lấy 6 trứng lòng trắng lại vậy là tổng cộng là lấy có 6 trứng. Quyền phái đánh lắm. Quyền thấy phái rồi đó. Mẹ mẹ, mẹ làm trồng trắng rồi. Làm mặn cái gì vậy mà? Trồng trắng nó để bỏ đó. Chị lấy cái trồng trắng đó bỏ vô hột gà nướng.
Đừng quá kìa. Trời ơi, nhiều sữa này, nhiều trứng này là đậm đặc lắm luôn. Sao không bỏ dòng trắng vô cho nhiều mà phải lấy ra bớt. Cái này không biết giá thích hay sao. Tại vì người ta chỉ vậy làm vậy hả? Mẹ con phải lên. Nhưng mà làm theo cái kiểu này ăn cái bánh ăn ngon. Ăn một cái là đã một cái. Đậm đà. Đây là mẹ. Thôi thôi Nguyên nó phá dữ lắm rồi. Vụ gì làm bánh nó mê lắm á. Để đi, 10 tuổi rồi cho là 10 tuổi làm bánh nha mẹ. Làm bánh ăn. Cho quay con. Ủa, hưởng miếng nha. Nó mới nhuyễn ra mà. Nó còn dòng trắng chưa nhuyễn nữa. Một hồi lấy cái gỗ có dây qua. Trong cái lấy mấy đồ đánh trứng nó đánh. Gáp chi cho nó phòng lên. Bánh lăn mà. Bây giờ lượt qua một cái gỗ. Cái phần chồng cho cái phần nó chưa tan thì nó sẽ dướng lại, nó thành một cái hỗn hợp vàng vàng. Cái đó là phần bánh của bé Quyên. Hả? Không có sữa vậy mà. Ngồi hấp cho bé Quyên ăn nha. Con thích ăn bánh lăn. Ăn xong rồi lăn á, đi không được rồi lăn. Đang bây giờ. Đúng không cha? Đúng. Hả? Ôi, nó kẹo rồi trời. Đây người ta pha thêm nước mới được. Đặc quá ăn cũng ngán lắm. Bây giờ thì bây giờ thì bỏ cái nước màu vô trong cái đít của cái lon cái hũ, bạn cho mình đổ vô cái phía dưới đây hồi nó có màu nâu. Con thấy ngoài làm bánh này mau lắm, đơn giản không có gì hết. Làm nó giống giống dây ua. Nhưng mà da ua phải ủ rồi, cái này mình cứ vô mình hấp. Mốt mình ủ thử mình đi hấp ra, nó chua chua chắc ăn lạ miệng lắm. Bánh lăn chua. Đừng quen nó đổ luôn. Mẹ bây giờ chế này vô. Chế cái này vô là chế trước chứ. Bánh này mình làm cho mấy đứa nhỏ ăn rất là thích. Mà kể cả đứa lớn cũng thích. Trước khi mình múc mình bỏ vô thì mình quấy cái này cho nó đều để mỗi cái bánh nó đều đều nhau hết, nó không có bị nó có bị lắng xuống. Cho có cái giá rồi. Bậy à, không có học cho nó khuấy à. Phải khuấy khuấy cho là. Không có được. Con Quyên này nó ghiền vậy. Ghiền quá. Của mình múc vô rồi cái đó nó nặng xuống, nó chìm xuống chứ nó bị lộn rồi. Múc đổ vô cái đường cái nước màu rồi nó bị nó lộn, nó chạy lên trên nè. Rồi nè, tính đưa muỗng cho con làm luôn.
Nó làm được á. Sao quý biết làm chưa? Nè, để cho nó làm luôn đi. Để nó nói không cho nó làm mốt nó làm xấu. Bắt luôn nhúm luôn. Quyên giỏi lắm à, Quyên làm bánh lăng luôn á. Dính lên trên làm vậy là xấu nè, như vậy là đẹp nè, đúng không? Đừng có làm dính lên trên đây, nó dính dưới đây thôi. Được. Quyên, bây giờ tới công đoạn mình đem cái này mình đi hấp. Chuyện bu nằm dưới chân nha. Em đừng để ngay cái lỗ, để ngay chỗ cái liền để cho hơi nước nó bốc lên. Này hấp phải bao lâu chín ta? Mấy cái tâm xí găng nó sơm hả? Sơm sao biết? Sơm dở cái tâm lên nó không có dính miếng nào hết trơn á, là chín. Chị quay về nó nói khu nhân về tới. Khu nhân của bảy thận à. Thôi hấp lần một à. Lâu lâu mình phải ra mình dỡ nắp để mình cho cái nước nó ra ngoài, mình vũ cho hết để cái nước ở trong nó đọng ở trên, nó nhiễu xuống nó sẽ bị lủng lủng cái mặt bánh không có còn đẹp nữa. Cái đó là kinh nghiệm của người ta. Lần này là lần thăm thứ hai. Nãy giờ quên thăm chừng nó bị gỗ rồi. Nó chín chưa?
nó khác. Cái này là trồng trắng không à. Mình lấy cây tăm mình xăm xuống mình dở lên, nó không có dính bột theo là nó chín. Cái này nó cũng nhanh chín hả? Cái này mình để cho lạnh xong rồi mình ăn với lại cà phê với nước đá nhuyễn. Dở cái lúc đầu quên mất đơn không có dở rồi. Nước động nước nó nhiễu nước lên, mình phải chút xíu mình phải dở ra cho nước nó đi, chút xíu dở ra nó bị động động nước trên cái nắp nhiễu xuống quá à. Ba cái. Mỏng à, bị mỏng à. Hai cái thôi. Ăn hết, hết rồi đừng đòi thêm nha. Mỏng chưa? Vô chị đập đá đi. Gỡ hai cục nó đi. Ai không ăn? Ai không ăn thì có bao nhiêu cái bỏ vô đây. Mời các bạn cùng thưởng thức món bánh lăng. Bánh ăn xong rồi lăng. Này mình bỏ miếng cà phê nước đá xong bỏ miếng cà phê vô, cà phê đen quậy đường vô. Thêm cục nữa đi. Ai ăn cà phê thì ướt cà phê lên. Đó. Mình không ăn cà phê đâu. Cà phê này cà phê bin nguyên chất. Cái chơi chứ mình nhỏ lớn mình không uống cà phê. Mình uống cà phê là cà phê không có đường, cái này cà phê có đường. Cái phần nước đường này nó hơi đắng đắng rồi, do nãy đường làm nó hơi đen quá. Đắng hả? Ừ. Vui. Hơi đắng nhẹ. Béo, cái này nãy bỏ thêm sữa hả? Bây giờ nó hơi loãng nè, nó không được đặc không? Nãy liều lượng nó đúng rồi đó, anh sợ nghe. Ăn xong đi đem. Cái nào? Cái này hay là cái này phải không? Cho chị. Ủa đây. Tưởng đâu cái gì này chứ. Tính làm cho ba nữa mà ba đi đâu không biết nữa. Cái món này ăn mình khỏi cần nhai, mình chỉ cần đưa vô miệng thôi. Là nó tan liền. Làm cho bé Quyên ăn mà bé Quyên ngủ rồi.
người lớn ăn. Giống ba bán rồi. Mình làm cái này nó không héo. Bị gỗ gỗ rồi. Hấp chín quá. Thôi em ăn đâu thấy nó nhẵn đâu, anh nhẵn. Em ăn không em mới biết chứ. Em ăn có cà phê vô thì tôi biết. Cái này là nguyên chất nè. Sữa hột gà mà không béo. Ở hồ câu vô hôm nay, người cái lớp cà phê, lớp bánh lần. Uống rồi làm đi. Ngán muốn chết. Mua thì rau câu để riêng vậy nè, mình ăn miếng bánh lăng, ăn miếng rau câu gọi là rau câu bánh lăng. Nói giống như không. Trời này hắt nước chưa ăn gì ăn đá. Thì mà đằng mua bánh lăng về bỏ trong tủ lạnh múc để ăn không thôi, không có làm như vậy. Mua đem nhà chứ không ngồi chỗ ăn à. Lần đầu tiên thấy bánh làm bỏ nước màu á. Là cái gì chứ bộ? Đó giờ thấy kho cá mà bỏ nước màu không à. Cái là kêu bằng tiếng Anh tên gì? Cammy, bỏ cam vô. Camagen. Giống mắt mình sẽ có cái là cái gì ăn nhỉ nước màu. Xin thông báo là hết rồi nha. Ăn hết được thưởng. Vậy cũng vừa. Mà hồi nãy đúng một lon sữa của nó thì nó hơi cứng một chút. Trời, ăn miếng này hột gà nó còn nguyên hay gì? Bánh này không biết xuất phát từ nước nào. Việt Nam, đang ăn mà. Thì... ăn điện luôn á. Ngủ vậy. Quên ha. Quên anh Bảy mình hả chứ. Trời ơi, tôi nấu cho anh Bảy ăn hả? Ừ. Bảy lâu vô quá, cho anh Bảy nhịn đi. Quất mấy cái hả? Ăn mấy cái lần chứ ba ngon không? Sao mà dầm nát ra hết rồi, con múc từng cái con ăn á, dầm vậy nó nát ra hết. Ngon quyền nước gà hả? Không ăn nước hả? Ừ. Nó ăn hai hũ luôn rồi đó. Trời ơi, tưởng không mới ăn hũ, ăn hai hũ luôn. Không, không đến đá, không cà phê luôn. Không vậy hả? Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, thật hạnh phúc.